Trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc mới khoe ảnh diện bikini trong một chuyến du lịch khiến nhiều người thích thú. Được mệnh danh là Ngọc Nữ màn ảnh Việt, Lan Ngọc ít khi đăng ảnh gợi cảm trên mạng xã hội. Bên dưới bức hình, fan thích thú bình luận, hôm nay chị khác quá, đây không phải Lan Ngọc đúng không mọi người? Không chỉ có trình độ diễn xuất, Ninh Dương Lan Ngọc còn chiếm hữu diện mạo cùng dốc dáng được tấn công giá cao trong showbiz Việt. Một thời gian trước, thân hình gầy gò vì làm việc quá sức của Lan Ngọc khiến nhiều người lo lắng. Dưới bức hình này, cô vui tươi báo cáo với khán giả rằng mình hơi mập rồi nha. Chiều cao nổi bật cùng cơ thể phẳng phiu khiến Lan Ngọc lôi cuốn mọi ánh nhìn. Người đẹp sinh năm 1990 riêng biệt khoe ảnh bikini nhưng mỗi lần khoe là khiến người xem không thể rời mắt. Đường cong đáng mơ ước của Ninh Dương Lan Ngọc. Trong một lần khác cách đây không lâu, cô nàng khoe tấm ảnh lưng trần chúc người theo dõi ngủ ngon. Ninh Dương Lan Ngọc hiện được nhiều người theo dõi yêu thương nhờ nhập cuộc những chương trình truyền hình thực tế. Với tính cách nhí nhảnh, dễ thương, cô nàng luôn ghi nhiều điểm với fan.